khi ba tôi là chủ tịch công ty game phần 3. Tiểu Cường, sao con lại khóc vậy? Con đến trong game nói con là con nít chơi game gà. Game này của công ty ba phát hành chẳng có hay thế nào. Ai đi, đó là gì? Dạ, nó là ta là ngôn nói chuyện của chồng bóng mạnh của em đây. Alo, thử ghé nè Bebel, cô mô tặng cho cái ID. Ta là ngôn nhất truyền người chồng đổ mạng của em đây. Chủ thua 100 trận. Dạ ông chủ. Đừng khóc nữa, ba đã sắp xếp rồi. Ba ơi, bạn con nó nói cho nhà mày bị lỗi. Nó cấp mấy rồi? Dạ đông, nó thua cả ngày đi rồi. Cái gì, chơi gà mà nói game ba có vấn đề. Khóa luôn mẹ nó để nó khỏi ý kiến nữa. Ba, như thế sao được? Vậy con bảo nó đập game đi rồi ý kiến. Ba ơi, nó đập game rồi. Vậy nó đập lên cấp mấy rồi? Dạ, kim cương á ba. Không tồi, con kêu bạn con cho ý kiến đi. Dạ, nó nói hệ thống nạp gan của nhà mình lag quá, ảnh hưởng đến tâm trạng và tốc độ nạp gan của nó. Từ login của công ty ba là đáp ứng tất cả mọi ý kiến của khách hàng. Alo, thử cái anh Bebel hả? Con mau nâng cấp hệ thống nạp gan lên đi. Dạ ông chủ. Ba ơi, con còn có một đứa bạn, tháng nào cũng nạp vô game nhà mình cả tỷ. Nó nói, nhìn cái máy bay trong game nhà mình thấy chúng mắt. Alo, thử cái anh Bebel, còn một số cái máy bay trong game cho tôi. Ông chủ ơi, số cái máy bay đồ chơi kiểu gì ông chủ? Khỏi bay lượn gì nữa, cho thằng lãnh đạo đến lộn luôn. Ba ơi, vậy nếu như không nạp game là không được ý kiến hả? Cũng không phải là không được, nhưng iPhone 3 đều có thể cho ý kiến.